Mọi người hãy ấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn. Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video ngày hôm nay, em nâng cao cái máy lên một tí để cho mọi người nhìn rõ con diều, cả đuôi. Đấy. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một con diều, một con siêu phẩm. Đây nó gọi là rơi điên, đúng chất với chủ của nó luôn. Một con người lúc nào cũng có máu điên trong người. Các bạn có biết là ai không ạ? Riêng rơi điên và đỏ như thế này, chuyên nghiệp ở cái chỗ mình chỉ có Ngô Văn Toàn. Một người luôn có máu điên trong người. Anh em muốn chơi ngông thì không bao giờ được bỏ qua những con diều như thế này. 2,5 m full carbon. Đuôi dài cũng full carbon luôn nha các bạn nhé. Chỉ có một tí cái đoạn cong này, nó gọi là cáp quang. Cái đoạn cong này thì mình thấy nhiều anh em bảo là, đây, nhiều anh em bảo là cái đoạn cong này là carbon không cong được như thế. Thế cho nên là cái đoạn nối đấy phải là bằng từ cáp quang. Đấy, đại loại là anh em muốn chơi ngầu, chất đẹp thì không nên bỏ qua con rơi điên này. Một con rơi điên 2,5 m, 2,5 triệu luôn, của anh Ngô Văn Toàn, bảo hành khung đến lúc sang cáp. Mình có nên tháo khung ra cho các bạn xem nhỉ? Tại vì anh ấy buộc sáo nó hơi bị kỹ các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ dựng nó xuống cho các bạn xem. Không, cái này nhiều cứt trâu quá. Đây. Full carbon. Bên dưới này là carbon vàng. Đây nó là carbon xoắn, à trơn. Carbon trơn các bạn ạ. Na này là carbon trơn. Đuôi này hình như là thiết kế là không tháo được ra hay sao ấy. À tháo được. Tháo được, rút được. Đúng rồi, con này tháo được, rút được. Lắp ghép hết, full carbon. Con này là không vai. Carbon liền, không vai. Không độ vai. Vai bên trong này có độ không, độ hay không thì mình không biết. Nhưng mà con này nó không có vai rời các bạn hiểu không? Vai liền. Rất cứng, rất dẻo. Để mình xem. Như thế này là mình cảm thấy là dẻo này. Ok, nét đẹp. Anh Toàn thì anh chuyên rơi điên, chuyên làm những con rơi điên, rơi đỏ như thế này. Mình thấy rất là nhiều con đuôi cá rồi. Và đến con này là đuôi rái. Chắc là chơi chán cá rồi, chuyển sang rái rồi. Để mình xem nó mèo gì nào. Ăn mèo giữa nha các bạn nhé. Ăn mèo giữa luôn. Con này đang được bán với cái giá là 2,5 triệu cả sáo các bạn ạ. 2,5 triệu kèm một con sáo đơn này. Chính xác ra là không có sáo đâu, nhưng mà con sáo đơn này nó lắp trên diều rồi, mình nghĩ là chắc chắn là có. Đây là một con diều làm sẵn. Đây là một con rơi điên làm sẵn của anh Toàn. Không có khách. Không phải là không có khách mà là anh ấy làm để chơi. Các bạn hiểu không? Làm để chơi. Gặp khách là vẫn bán. Thường thường là sẽ có người đặt thì anh ấy mới làm. Nhưng mà gần cuối năm rồi. Gần cuối năm, sát cuối năm rồi. Thế cho nên là cái thời gian để anh ấy chơi thì nó rất là rảnh. Đấy, thế cho nên là anh ấy làm sẵn một con như này để chơi. Hôm vừa rồi cũng test rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ test lại cho các bạn xem. Hôm vừa rồi anh test, mình không quay video, nhưng ngày hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem con rơi điên. Con này nó gọi là rơi điên, anh gọi là rơi điên thì mình cứ gọi là rơi điên thôi. Con này lên trên trời xem nó có đẹp, xem nó có đẹp hơn là một con rơi đuôi cá không. Muốn biết nó đẹp hay không thì bây giờ mình phải đi đâm mới biết được. Ok anh em, đi cùng với mình. Ok các bạn ơi, và hiện tại bây giờ mình đang đưa các bạn đi rất là xa. Phải đi rất là xa để đâm con này xem mà một là nó có lên được luôn hay không. Tại vì mình cảm thấy gió trên nó cũng hơi có một tí. Thế cho nên là mình sẽ đi rất là xa. Đi xa như cái đâm cái con diều to ấy các bạn. Đó. Phải đi cực kỳ là xa thì con này mới lên được. Không mà nó không lên được. Mệt phết đấy các bạn. Đây là một con diều 2,5 m và mình mong là nó sẽ nhẹ gió như là mình mong. Cầm thì cũng rất là nhẹ các bạn ạ. Cầm con này rất là nhẹ. Cầm con này thì siêu nhẹ rồi. Vậy thì mình sẽ đi chỗ này chắc phải được tầm hơn 100 m đấy. 100-200 m. Đi cho nó dài ra, đâm chạy một phát nó lên gió trên luôn. Ok, tí nữa đến chỗ đâm thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhé. Ok các bạn ơi, và hiện tại mình đến cái chỗ đâm rồi các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đặt à. Giờ mình sẽ đặt các bạn vào một góc để cho các bạn xem nhá. Nào, xem con này nó có lên hay không. Nào, nào anh em cùng đón xem nhá. Lên đây.
Lên rồi các bạn ạ. Wow, khả năng có gió luôn à. Ui, ui, lên luôn á. Ôi, lên luôn kìa. Không là mình thất vọng anh em ạ. Được. Nhả gió với đạn à. Được anh em ạ. Quá được. Bây giờ thì mình sẽ đưa anh em ra chỗ ông Phương cày cầm dây. Ôi trời, mệt vãi. Chắc nó đang thả dây thế nào ấy. Nó đang thả dây hay nó kéo không biết. Bây giờ phải ra chỗ nó thì mới biết được. Ok anh em. Trên không có à? Kéo à? Chạy căng không? Chạy căng không? Mới chạy líp sáo rồi ác rồi. Như bão ấy nhỉ. Ác hết đây. Mỏi. Con này đảo ác nhỉ. Trên nó không có gió à? Không. Không có tí gió nào? Không có tí. Con này đảo ác nhỉ. Đảo như diều liền, đảo đảo vớt lên đây. Đây đây. Đảo vớt lên, đảo nó xuống đâu. Tại vì ở dưới nó có gió, trên là nó không có gió. Nói chung là cũng thuộc dạng nhẹ gió. Trên trời hôm nay có ai thả diều đâu. Trên trời hôm nay không ai thả diều cả. Có đầu anh em mình mang diều đi test cho các bạn. Ok đấy, như thế này còn sợ nếu kéo được vài tận tay ấy. Chạy cho nó vươn một phát. Căng căng nhau sướng tay tí thôi các bạn ạ, chứ trên nó không có gió. Gió máy chán nhỉ. Hoa mắt. Chảy hoa mắt anh em ạ. Em ngồi ra sau quay. Ngồi xuống. Nói chung là cái gió như thế này thì mình chỉ được trải nghiệm nó trao đảo như thế này thôi, gọi là được được kéo con diều thôi. Chứ muốn cho nó lên hẳn thì rất là khó, nhưng mà để mà đánh giá con này 2,5 củ mình bắt tặng thêm cái sáo này là được các bạn ạ. Anh em mà mua về chơi Tết con này hợp lý này. Thả trong thành phố thì cũng rất là hợp lý luôn, carbon liền. Bây giờ mình cứ buộc như thế này không bao giờ xuống được. Tầm này không bao giờ xuống được, vẫn đảo căng đét rồi. Cho các bạn xem đây. Đảo căng đét luôn, không bao giờ xuống được. Đảo vớt gió không, tại vì gió dưới nó hơi có tí. Còn gió trên nó không có. May còn test được nó lên để cầm dây như thế này một lúc ấy, không lại kéo về tận tay. Đáng giá, trị giá. À con, à ừ, đang định bảo con này rẻ hơn con của Phương. Nhưng con của Phương cày tận 3 mét cơ. Tính ra 1 triệu 1 mét nó phải như thế này các bạn ạ. Chất vãi. Thôi bây giờ mình kéo thôi. Bây giờ mình sẽ kéo nó về. Kéo nó về, không biết là có kéo được về tận tay hay không. Kéo thì rất là sướng anh em ạ. Kéo thì sướng tôi rồi luôn. Này to anh em ạ. Người ta bảo dây điên cũng đúng, tại vì nó đảo như điên anh em ạ. Không biết là có kéo được về tận tay không. Đỉnh đầu luôn này.
Nàng cấp vãi. Như dây có mùi cất trâu biết ngay mà. Dính chưa? Mà. Dính chưa? Dính rồi. Yeah. Đã bảo là lấy mà tránh cái bè cất trâu ra. Tránh rồi. Đi, tránh ra nữa. Cấp vãi. Biết ngay mà mình đến đây mình còn trực quan nữa. Không kéo được về tận tay. Tại vì cho nó đứng đỉnh đầu quá. Khiếp không? Quá dã man anh em ạ. Nói chung là về cái con diều này thì mình đánh giá chả có cái gì để chê cả. Đẹp này, cứng này, dẻo có này. Quan trọng được cái là mình thích cái màu này các bạn. Thích màu mẹ, thích con rơi. Đấy, tại vì rơi này nó luôn luôn nó có một cái độ gì đấy. Nó gọi là rất là cá tính, mạnh mẽ, nam tính anh em. Ok, thì trong cái video này thì nó cũng chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Mình chỉ muốn review cho các bạn xem một con diều của anh Toàn, chưa có khách, làm để chơi. Nhưng mà anh em nào thích vẫn có thể lên đường. 2,5 củ cả diều. Tặng con sáo kia. Sáo kia chắc chắn là anh Toàn anh không bán. Nhưng mà kiểu gì anh em mua là mình cũng bắt anh Toàn anh tặng cho anh em được. Đấy, mua về chơi Tết rất là hợp lý luôn. Mà anh em ở trong thành phố chơi con này thì quá đẹp luôn. Đấy, nó rất là gọn, nó có 2,5 m thôi, khung liền, không có vai rời hết, thế cho nên nó rất là gọn. Ok các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình từ đầu đến giờ. Giờ thì bye bye tất cả anh em cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Bye bye, Phước Cài chào đây. Bye bye.